bạn, tôi là Nguyễn Thị Hà, GA Hà Nội, là một trong những người đứng trong top đầu của tư vấn chuyên khai thác hợp đồng từ khách hàng hiện hữu. Tôi đã làm việc ở AAA 17 năm và đã là MDIT trọn đời. 70% khách hàng của tôi đều quay lại ký hợp đồng với tôi trong suốt những năm qua. Và sau đây tôi sẽ chia sẻ với các bạn một số những cái kinh nghiệm mà tôi đã dùng trong suốt thời gian qua. Các bạn chờ xem nhé. Đó là sự kết hợp giữa dịch vụ chăm sóc khách hàng của AIA với người tư vấn viên, là một nơi liên kết giữa công ty với khách hàng để giải quyết tất cả những quyền lợi ốm đau, tiền lấy về cho khách hàng nhanh chóng. Cách thức trao quà của người tư vấn không phải ở giá trị quà to hay nhỏ, mà là phải đúng mục đích, không làm phiền khách hàng. Sản phẩm AIA luôn thay đổi và đi vào lòng người. Tôi cảm thấy là khách hàng quan tâm nhất là hình ảnh của tư vấn. Hình ảnh của tư vấn thì luôn hiển hiện hàng ngày trên những cái trang Facebook, trên Zalo. Tôi thường copy tất cả những cái bài mà công ty đăng sẵn, sau đó gắn hình ảnh của mình vào, vừa là để quảng bá công ty, vừa để quảng bá sản phẩm và quảng bá chính bản thân mình. Với những cái trang mạng như vậy thì khách hàng sẽ thấy là mình còn làm việc hàng ngày, làm việc chuyên nghiệp và tận tụy với khách hàng nhiều. Chứ nếu như hình ảnh của mình giấu đi, khách hàng sẽ thấy là ồ, mình đi đâu nhỉ? Bạn ấy có làm việc ở AA nữa không? Các bạn có tuổi trẻ, có sắc đẹp, có sự nhanh nhẹn, các bạn chỉ cần học tập chăm chỉ, rất trung thực với khách hàng kể cả một xu, một đồng và bình tĩnh đối mặt với những câu hỏi của khách hàng để giải thích cho họ. Hãy chăm sóc kỹ nhưng đừng làm phiền khách hàng. Hãy chia thời gian của mình ra để gọi điện hỏi thăm và thời gian cần thiết để đến nhà khách hàng khi họ cảm thấy thật vui, thật hài lòng. Khi khách hàng chia sẻ về những nhu cầu, những bức xúc của họ về những hợp đồng cũ thì hãy ghi chép và ghi nhớ để từ đó đưa ra những cái giải pháp tối ưu nhất. Rất là tuyệt vời luôn các bạn nhé. Đấy là một số những cái chia sẻ của tôi nho nhỏ thôi ạ. Chào các bạn.